Xin chào tất cả anh em yêu mến cây mai vàng. Thì hôm nay là 13 tháng 2 âm lịch. Thì những cái cây mai nuôi chậu, cái trường hợp là những cái cây mai này Tết bông nó ít hoặc là nó ra cái lá lọc nhiều, thì anh em đã cắt nụ cắt bông bỏ ha, thì giữ lại cái bộ lá cho đến hôm nay. Tùy theo cái cây mai mà cái bộ lá nó già hay là gần già, thì thời điểm này cũng là cái thời điểm thích hợp để cho anh em con tàn phục hồi lại cây mai. Thì đối với cây mai, đây là cái cây mai giáng long. Cây mai này có nguồn gốc ở tỉnh Phú Yên. Anh khách anh gửi mình á, nó anh chăm thì bông không có nhiều. Cái cây này bây giờ mình tiến hành mình con tàn, đồng thời á, là mình sẽ thay cái chậu nhỏ hơn. Cái cây này hoành nó khoảng 25 thôi, mà cái chậu này 1 mét, bự quá. Rồi sẵn thay chậu thì mình kết hợp mình kiểm tra coi cái chất chậu trong đây là cái gì. Rồi cái cục đất hồi xưa là xử lý được bao nhiêu phần trăm. Thì đây là những cây mai, thì riêng những cái cây mai ở miền Trung á, thì hầu như là đem vào miền Nam á, thì hầu như khó chăm. Ở đây khó chăm ở đây không phải là nó vấn đề là nó sống chết, mà là chăm mà để cho nó có kết quả mà bông chơi á, thì hầu như là tỷ lệ đạt không có cao. Thì do cái khí hậu thời tiết rồi chắc trồng, rồi vừa cắt vừa làm luôn. Cây này do xe chở nó gãy cái đọt rồi, bây giờ mình cắt mình lấy cái đọt lại. Thì ở đây mình điều chỉnh cái form lại cho nó phù hợp luôn, vừa cắt cái chi tay cạnh mình mà nuôi lại cái dàn xương mới. Cái cây mai mà nuôi chậu anh em phải đặc biệt quan tâm đến bộ rễ ha, mà bộ rễ nó liên quan đến cái chất trồng cũng như là cái nguồn nước, là hai cái đó là hai cái yếu tố quyết định, sau đó mới tính tới là phân thuốc cũng như là kỹ thuật chăm. Thì cái kỹ thuật chăm nó liên quan đến yếu tố con người là quyết định đến sự thành công hay thất bại. Cây rất là nhỏ anh em thấy không? Cái đất trồng, cái này là đất của ngoài đó nè, phải không? Để lâu luôn á, để lâu luôn. Này cá cái đất ngoài đó. Cái này mà mùa mưa mà nước vô và nó lèn. Nó lèn nó lạnh, bộ rễ phát triển nó không có mạnh đâu. Nói chung người thay kết hợp thay chậu luôn. Sau khi thâu gọn cái bầu thì anh em thấy ha, là hầu như nó cái rễ cám cái này nó chưa ăn ra ngoài. Các cái đất mà nó rất là nhuyễn, nó mịn chỗ này. Khi mình tưới nước nhiều vô á là nó sẽ giữ nước lại. Thì thực tế là anh em thấy nè, bây giờ cái cây này mình không có phá bầu hết đâu, mình phá lại như vậy, nhưng mình phá vô khoảng chừng 5-7 phân thôi. Đang giữ cái rễ cám lại thôi, bỏ cái phần ngoài ra để mình đưa cái chất trồng mới. Thì ở đây anh em sẽ để ý nè, những cái rễ mà nó không ra nha, là giờ nó đen mục như thế này nè. Đó, nó nằm trong đất á, à, mà chất trồng mà nó lèn á, là nó tưới nó mà dư nước là nó sẽ mục hết rồi. Đó, nó sống nhờ cái những cái rễ cám thế này. Mà cây mà nó ra rễ cám nhiều thì nó tốt, còn nó ít thì nó sẽ không tốt, vậy thôi. Và để ý anh em thấy nữa ha, thì rễ cám nó ăn mặt trên thôi, còn cái mặt dưới đa phần là không có nha. Mục luôn, dưới rễ mục luôn. À, và cái rễ cũ hồi xưa của nó là nó sẽ mục hết á. Rồi bây giờ tiến hành moi vô đi, đặng mình là cho nó nhẹ đi mình lấy nó ra. Anh em thấy ha, rễ cám nó ăn ở đây. Cho nên cái cây mai nuôi chậu nó phụ thuộc vào cái thổ dưỡng cũng như là cái chất trồng của vùng miền đó. Với cái khí hậu đó thì mình có cái chế độ tưới nước khác nhau, không giống. Cho nên là khi mình áp dụng cái cây mai miền Trung nuôi ở miền Nam á, hay miền Tây á, thì sẽ không có kết quả. Rồi cần cái thời gian để cây nó thích nghi, nó thuần chậu, nó quen cái chất trồng, quen cái thời tiết ở trong đây. Nói chung là lấy giữ tuyệt đối, càng nhiều cái rễ cám càng tốt, để mình đưa qua cái chất trồng mới là cho nó hít. Còn những cái rễ cũ như thế này thì một lát phải bấm xử lý. Nè anh em thấy nè ha,
và cái rễ nào mà nó không có rễ lông với cám là nó sẽ đen một như thế này nè, nó mụn trơn rồi ha. Ừ. Mụn trơn rồi, moi đi. Những cái rễ mà nó nằm ở phần dưới nè, nó không có ra rễ cám nè, đó anh cắt kiểm tra coi nó có bị đen hư không. Hư luôn, cắt sâu vô coi, cắt tới đòn tơi đi. Sáng phải không? Rồi mấy rễ dưới này rồi anh cắt lại hết cái phần mà rễ cùi mà nó không có rễ cám đi. Còn những rễ cám này mình giữ nguyên ha, hạn chế nó đứt nè, như cái này nó đứt mất cùng rễ nữa không. Rồi xử lý hết cái phần rễ đi. Giờ đầu cái cây này mình sử dụng cái chậu sáo thôi, lục giác thôi, không xài cái chậu to quá. Đây là cái cục nhân, là anh em thấy toàn bộ là cát không. Rồi cái phần ở ngoài đây á, là sau khi lên chậu á, là sử dụng cát với cái đất phù sa quá trời luôn, giờ nó oai nó mục rất là nhuyễn. Nhưng mà khi về ở trong miền Nam á, thì mình sử dụng lại cái chất trồng ở miền Nam theo cái chế độ tưới nước của ở khu vực ở trong đây luôn. Dưới nước đáy là lót một cái lớp để rồi cột ha, ở trên là sử dụng cái hỗn hợp 4 đồng thời ở cái loại thường. Mấy cái cột này là dễ ấy nè, cho nó nằm ở dưới đi. Rồi hả, từ từ vô cái mai qua mình tới không, lấy tay không, đè xuống đây không nằm. Ờ vậy đó, để chạy ra đó. Rồi chính giữa nó phả lại cho chính giữa nó bằng, cái đất nó bằng này chính giữa, cái này bằng chính giữa đừng trụng. Cho cái này nó tháp ở dưới, kéo rễ lên, ém nhẹ này cho ém chặt cho nha. Thì cái vỏ đậu phộng được xay nhuyễn cũng như là cái dễ dừa. Lưu ý với những cái rễ cám để nó gãy. Không làm gì, nhìn vô đâu biết, phải là đâu phải là người chuyên nghiệp đâu, chuyên nghiệp ta đâu có vậy. Chỗ nó cũng đi trong cây nữa. Quý bà, cây này chắc là phước chứ lắm nha, phước lớn lắm nha. Có thầy làm mà tiểu quyêu đó. Thầy không đi tụng kinh, đi trồng mai. Cúng thì cúng. Nước này cho nước vô đi. Mới rồi xả nước nóng nha. Rồi dập nước vô. Ở đây á là anh em phải bơm nước ha, cho nó ướt. Cái chất trồng này nó đang dạng khô ráo, mình phải cho nó thấm nước lại tất cả luôn. Tại sau này á mình tưới nước vào á là nó mới đều, nó mới tan lan rộng. Chứ nếu mà nó không ấy là vô cái cây trên chậu á là nhét sao mới cái cây mà nó phải cây cứ nhắc nó hít luôn mới được. Cây này thâu lại nó gọn, nó cao không. Wow, có thầy vô là làm cây này nó ok á. Như vậy là có quá trình xử lý thâu tàn, xử lý cái bộ rễ của cái cây mai, cái cây giáng long có nguồn gốc ở miền Trung ha. Thì mình đã trồng vào cái chậu nhỏ hơn. Với cái thời tiết nắng nóng như hiện nay thì mình không có che lưới thì mình sử dụng cái bông gòn tay nè, mình để mình quấn thân. Từ khi phun nước á, nó giữ cái giọt nước lên trên đây. Chúng ta vô làm cái này có phước rõ ràng. Thì giúp cái cây nó mát trong thời tiết nắng nóng.
tay thầy vô là coi nó thôi. Rồi với cái chất trồng gồm mụn dừa, trấu sống, vỏ đậu phộng và dễ dừa nát thì giữ ẩm rất là tốt, cho nên là trong cái quá trình chăm sóc cây mai thì không cần phải tưới nước vào gốc, chỉ cần phun mát trên thân ngày phải 3 đến 4 lần. Rồi 2 ngày sau ha thì bắt đầu tưới cái thuốc Ridomgon để giúp cho cái mặt cắt của rễ của cây mai mình nó mau lành, cũng như là cái ngừa cái vấn đề nấm phẫn ở trong cái chất trồng. Rồi 5 ngày sau là bắt đầu tưới kích rễ, thì kích rễ chu kỳ là 9 ngày tưới một lần. Khi anh em tưới có thể là kết hợp vừa tưới gốc vừa phun trên thân, còn hàng ngày mỗi ngày mình phun nước mát trên thân thôi. Thì tưới khoảng 3 lần thì cây bắt đầu nó bung chồi, thì bắt đầu anh em mới dặm nước lại vào trong chậu. Thì theo cái chất trồng mà anh em có cái chế độ tưới nước khác nhau. Thì cái cây ở bên đây là hôm nay nó đã ra cái cơ lá đầu tiên ha, nó đang ra rồi nó vẫn tiếp tục nó ra. Thì hai cây này chung của một anh khách anh gỡ, thì do cái cây này đầu năm mà lá non nhiều quá mình không có làm, mà đợi qua tháng 2 mới làm. Rồi cuối clip thì cái Cảnh Nói Việt cũng xin gửi lời chúc đến tất cả anh chị em, lời chúc sức khỏe và thành công. Xin cảm ơn.